Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thăng Ba Du Kiệt 5, mình là Minh Trí. Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một trận đấu cực kỳ thú vị. Một trận đấu giữa hai người chơi sử dụng cùng một chiến thuật. Một chiến thuật rất đặc biệt. Chúng ta cùng xem nhé. Vâng, đó là chiến thuật với những lá bài này thì các bạn có thể đoán ra được. Đây là chiến thuật sử dụng con bài đảo chuyển thế giới. Ở phía bên kia, nhân vật Bendigo cũng sử dụng những lá bài đảo chuyển thế giới cho các bạn. Một trận đấu rất thú vị, cả hai đều chơi những lá bài sử dụng cách chơi đảo chuyển thế giới. Chúng ta sẽ cùng theo dõi để xem ai sử dụng con bài đảo chuyển thế giới một cách thuần thục và may mắn hơn nhé. Hiện tại sau 3 lượt, cả hai vẫn chưa có ý định tấn công tới các bạn. Một trận đấu xem ai múa bài giỏi hơn. Như vậy là Bendigo đã hiểu kiến nhận và quyết định tấn công. Là công bài phù thủy thời gian thì các bạn. Như vậy là cái bát đã cũng thể coi được quái vật và chịu thua. Một trận đấu cực kỳ chay cú với cả hai nhân vật. Chúng ta sẽ thử xem lại ở phía nhân vật của Bendigo nhá. Dạo này một số bạn bảo rằng mình tại sao lại ít bình luận vì đối với những trận đấu như thế này thì mình thực sự cũng không biết bình luận như thế nào. Làm sao để có thể kịp vào bình luận đây các bạn?
mình sẽ tăng tốc lên nhá. Mình đang nghĩ đến một khả năng, tất cả bạn. Nếu như cả hai cùng chơi công bài đảo chuyển thế giới như thế này thì có thể tạo thành một trận đấu kỷ lục dài nhất trong lịch sử của Yu-Gi-Oh! Năm. Nếu như là có thể tạo ra một tình huống hài hước, bên này sử dụng đảo chuyển, bên kia sử dụng đảo chuyển, mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một trận đấu như vậy, một trận đấu cực kỳ là gọi là dài. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại trận đấu nhá. Sắp tới giải phục mà cái ba đi hai con bay phù thủy thời gian gõ bể đầu. Cái được bị hai là bay phù thủy thời gian gõ bể đầu cả ba. Như vậy là cái ba đã đầu hàng. Một trận đấu xui xẻo của các bạn. Các bạn cần lưu ý rằng hiện tại đang là ngày thứ hai và điểm di sản này nó bị reset lại. Có nghĩa rằng điểm di sản thực chất của hai nhân vật này rất cao, rất cao nha các bạn. Rất cao chứ không phải là 1-8 hay là 1-9 di sản này. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu mà cả hai đều sử dụng những con bài, đó là đảo chuyển thế giới. Đó là chiến thuật rất hay và cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu như các bạn thấy trận đấu này thú vị thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.